Ngày 9 tháng 10, Công an quận Đống Đa, Hà Thành cho biết thêm đang tạm giữ hình sự đối với Đào Thị Kim Ganh 1964, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Thành, để điều tra về hành động trộm cắp gia sản. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 9, đối tượng người dùng Ganh thuê xe ôm công nghệ chở đến chợ Khương Thượng để mua ăn mặc quần áo. Trong lúc đi lên quanh xem đồ, Ganh bắt gặp một cái túi xách treo bên trên giá ăn mặc quần áo của một shop không kéo khóa, lộ ra gia sản. Thấy vậy, đối tượng người dùng nảy sinh ý định trộm cắp gia sản trong chiếc túi. Ganh quan sát bao quanh thấy không có ai, nữ quái chống dánh lấy cắp một cái điện thoại Apple iPhone 7 bớt để trong túi xách rồi tẩu thoát. Ăn hàng, đối tượng người dùng đưa theo bán 1,5 triệu đồng. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi quay trở lại khu chợ định liên tục gây án thì Ganh bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đào Thị Kim Ganh khai nhận ngoài vụ việc bên trên, trong tháng 9 năm 2019, đối tượng người dùng còn gây ra 3 vụ trộm cắp gia sản khác tại các chợ, khu tổ chức hội chợ. Bên trên địa bàn quận Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hà Thành. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đang liên tục củng cố hồ sơ, giải quyết và xử lý đối tượng người dùng theo lao lý của pháp luật. Xem bài gốc tại đây.